Chào các bạn, tôi là Ngọc Trân, đang ở trong một cái nhà sách ở thành phố Hồ Chí Minh. Bonjour, ici Ngọc Trân, je suis dans une librairie d'Hochiminville. Et je vous montre tout de suite ce qu'il y en a. Hein? Vous voyez derrière moi déjà des livres. Chúng tôi cũng rồi, và đây là trước mắt nè. Aujourd'hui, je vous montre la télé qui... Il y en a deux. Qui viennent pour filmer ici. Thì ngày hôm nay tôi thấy là có hai người ở bên đài TV tới quay phim. Rất là nhiều. Il y a plein de livres. En fait, ici, c'est aussi une maison d'édition. Ở đây cũng là một nhà xuất bản luôn. Thì sách của họ xuất bản cũng nhiều. Donc, eux, ils publient des livres, vous voyez. Ils envoient des livres... Đấy, họ gửi sách đi cũng rất là nhiều. Vậy ạ. Et il y en a aussi des livres qui m'appartiennent. Cũng có sách của tôi nữa. Em Hồng đâu, sách của anh đâu rồi em Hồng? Mais je le vois pas ici. Hả? Sách của anh đâu? Oh, Yona, mais bon. Ah, voilà. Ça, c'est mon livre. Đây là sách của tôi, vừa được xuất bản ha. Je suis actuellement professeur de journalisme. Tôi là, thật ra là tôi là thầy giáo dạy viết báo. Ha. Vậy ý. Ça, j'en achète... une vingtaine pour donner aux élèves et à mes amis professeurs. Thì tôi mua 20 cuốn đó để tặng cho những người học trò của tôi cũng dạy học của tôi ở bên trường á. En fait, c'est pas moi qui paye. Nhưng thật ra không phải tiền của tôi. J'ai une amie qui finance. Tôi có một người bạn gái đó, chứ không phải tiền của tôi. Đấy, cũng vui lắm. Đấy, các bạn thấy. Đủ loại sách hết trơn. Đọc cũng rất là thú vị. Donc, il y a des livres intéressants. Mais finalement, on peut pas tout lire. Nhưng mà thật ra mình có thể đọc hết được. Nhiều quá. Il y a des livres qui m'intéressent. Nhưng mà có những cuốn mà tôi quan tâm nhưng mà en fait c'est une ou deux pages. Thật ra là tôi chỉ quan tâm có một hai trang thôi. Có thể đọc ké, donc on peut lire sur place. Par exemple ça. Ça veut dire la presse vietnamienne du début jusqu'à 1945. Đây là báo chí Việt Nam, các bạn thấy rồi đó. Thì của ông Huỳnh Văn Tòng, giáo sư Huỳnh Văn Tòng. Thật ra là một cái người làm cái luận án tiến sĩ bên Pháp. Ça, ça vient de ce qu'il faisait pour recevoir le titre docteur à la Sorbonne. Thật ra ông học ở Sorbonne bên Pháp. Il y a des livres pas chers, hein? 40% de réduction. 40% giá giảm nè. Còn đây tới 50%. Ici 50%. Voyez. Ça, c'est des livres de langue. Langue anglaise, surtout. Dạy học tiếng Anh là chính à. Cũng có tiếng Nhật, tiếng Hoa rồi chút đỉnh ha. Yêu chí du chinois, du japonais, du japonais. Mais surtout l'anglais, beaucoup. Thực tế thì rất là nhiều sách học tiếng Anh. Em ơi, đây có sách tiếng Pháp không? Dạ tiếng Pháp không? Có không? Em sẽ phải. Hồng ơi, có sách theo học tiếng Pháp không? Chỉ anh quay. Si y en a, mais d'après elle, c'est épuisé.
Cái này mình đóng gửi đi đâu vậy? À, xá xịp Phục Long Vua à Hà Nội. Tức là người ta đóng gói này để ta gửi ra Hà Nội bán nè. Pour la vente à Hà Nội. Vậy gì? Vậy gì? Ça c'est aussi ma maison d'édition. Đấy, cũng như tôi nói hồi nãy, đây cũng là nhà xuất bản của tôi. À, xuất bản cho tôi được 2 cuốn rồi. Donc j'ai déjà 2 livres publiés ici. À. Bon, je vous dis au revoir. Chào các bạn.